Hello, xin chào các bạn. Và trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách update phiên bản Engine 2.0 mới được ra mắt ngày 5 tháng 10 năm 2021. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào enginedj.com. Ở ngay cái mục trang chủ ấy, chúng ta sẽ thấy cái phần download. Đây là engine dành cho desktop nhé, tức là sẽ sử dụng cái phiên bản này để quản lý thư viện nhạc trên máy tính, như là đưa nhạc vào USB hay là sắp xếp các cái danh sách. Đặc biệt nhất thì phiên bản mới lần này thì chúng ta sẽ có thêm cái chức năng sync với cả sound switch, tức là chúng ta có thể điều khiển được ánh sáng ở trên bàn DJ. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ tải phần download engine. Ở phía cột bên trái thì sẽ có phần desktop, thì chúng ta sẽ tải dành cho desktop. Đó. Thì ở trên này nó có ghi là bạn cần phải update phiên bản 2.0 này ở cả trên máy tính và cả trên bàn DJ, tức là OS này, là trên chiếc bàn DJ bạn sử dụng để có thể sử dụng được cái phiên bản mới lần này. Thì phía cột bên phải là những cái bản update dành cho thiết bị DJ của bạn. Ở đây thì Engine hỗ trợ cho Prime Series là chính, bao gồm là Denon Prime 4 này, Prime Go này. Thì hôm nay mình sẽ review trên bàn Prime 4 nhé. Mình sẽ tải bản update dành cho Prime 4. Thì bạn có hai cách để update cho Prime 4, đó là update bằng máy tính hoặc update bằng USB. Thì mình vừa tải bản update bằng máy tính rồi. Mình sẽ tải thêm một bản update bằng USB nhé. Sau khi cài về thì bạn tiến hành cài đặt như bình thường, như một phần mềm thôi. Chỉ bật nó lên và cài đặt. Như ở đây thì mình đã update engine rồi. Đó. Và biểu tượng cái icon lần này nó sẽ chuyển sang màu đen, không phải là màu xanh lá cây như trước nữa. Và chúng ta sẽ cùng xem là ở trong này nó có những cái gì nhá. Phiên bản Engine 2.0 này thì sẽ thay đổi về giao diện người dùng cũng như là tăng tốc độ tải nhạc lên. Nó sẽ giúp các bạn có một cái trải nghiệm hoàn hảo nhất. Đó, thì sau khi các bạn tải trong lúc đợi thì sau khi các bạn tải cái bản update cho USB thì chúng ta sẽ giải nén cái thư mục này và đưa cái file file update này vào trong USB để có thể cập nhật ở trên Prime 4 bằng USB. Tạm thời mình sẽ để đây. Một lát nữa thì mình sẽ update bằng USB. Đây. Có những gì mới đấy. Engine DJ là một cái nền tảng đem đến rất nhiều những cái kết nối được mở rộng hơn. À, tức là các bạn có thể sử dụng được cái Uplink tần linh, tức là các bạn có thể làm nhạc trực tiếp ở trên bàn DJ khi mà kết nối những cái thiết bị làm nhạc vào để có thể biểu diễn được một buổi trình diễn gọi là trực tiếp ở trên sân khấu. Khám phá tất cả những cái tính năng mới và được cải thiện so với cái bản cũ, đem lại trải nghiệm tuyệt vời nhất. Và như nhà hãng gợi ý thì bạn nên cập nhật những cái bản mới nhất để sử dụng dành cho tất cả các thiết bị. Đấy, rất là nhiều khi mà các bạn đọc ở trên cái phần giới thiệu về cái bản 2.0 này. Đấy, như là danh sách nhạc mới này, cơ sở dữ liệu mới này, cái lịch sử chơi nhạc thì cũng sẽ được cập nhật. Đây chính là cái điều khiển ánh sáng đồng bộ với cả bài nhạc của bạn. Các bạn có thể kết nối với cả Apple M1.
Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng thêm các cái thư viện nhạc thứ ba ở bên thứ ba với tốc độ nhanh hơn như là Recordbox. Đó thì sẽ được tăng tốc độ tải nhạc, kéo và thả các cái thư mục nhạc một cách dễ dàng. Và đây là những cái cải tiến so với cả cái phiên bản trước. Sync Manager thì sẽ được tăng tốc độ thời gian, tăng tốc thời gian mà bạn ấn nút sync nhạc lên. Beat jump thì không còn bị reset nữa. Read the notice player to sync. Ok, vậy là mình đã tải xong engine nhá. Cái này về đọc thêm thì các bạn có thể đọc trên trang chủ để biết được những cái bản cập nhật mới. Ok, bây giờ chuyển sang màu đen trông có vẻ hiện đại hơn đúng không? Ok, và đây là giao diện chính của engine DJ 2.0 lần này. Ở đây thì mình đã có sẵn một số bài nhạc. Về nói chung là giao diện mình thấy thì cũng không thay đổi nhiều. Tuy nhiên là những cái icon này, những cái hình biểu tượng này nó được làm nhỏ hơn. Và cảm giác khi mình thay đổi các cái thư mục này thì khá là nhanh và gần như là nó đồng bộ ngay lập tức. Chúng ta sẽ cùng thử tạo một cái thư mục nhạc mới nhé. Và thử đưa một vài bài hát vào nhé. Đây, có sẵn vài bài nhạc này. Ở đây là 42 bài nhé, thử ném vào xem tốc độ xử lý là bao lâu. Wow, rất là nhanh. Đây các bạn thấy nó loát này. Đọc tên bài luôn. Nhạc để các bạn có thể nghe trước. Đây là những cái check preview, đọc rất là nhanh. Nó sẽ cùng thử ném vào đây. Như mình vừa đọc thì nó có cải tiến thêm về các cái lưới đọc nhạc. Sync Manager này. Đây, như các bạn thấy là phần key là đọc hết luôn này. Key có thể sắp xếp được nhé. Đấy, sắp xếp từ thấp đến cao. Đấy, phần lưới mình thấy ở đây là có vẻ là rất là chuẩn. Chung là tốc độ được cải thiện nên là khi mình dùng thì cảm giác nó không bị chậm delay nữa.